Chào mừng mọi người đã đến với TCT Channel, hôm nay mình sẽ làm video về Kuina trong Thanh Gươm Diệt Quỷ nhé. Ubuyashiki Kuina là đứa con thứ tư và là con gái thứ ba và là một trong những cô con gái út của Kagaya Ubuyashiki. Cô hiện đang phục vụ anh trai mình, người đứng đầu hiện tại của gia tộc Ubuyashiki là Kiriya. 1. Nhân cách, Kuina có những đặc điểm giống với những người còn lại trong gia đình cô, làn da sáng, nhợt nhạt với đôi mắt to. Cô để tóc bốc màu trắng với mái che mắt. Kuina thường được nhìn thấy mặc một bộ kimono Edo Komon màu tím có họa tiết hoa với một chiếc juban màu trắng bên trong. Cô cũng mặc một chiếc obi màu đen với một chiếc obi màu trắng bên trong và một chiếc obi jime màu hồng. 2. Nhân cách, Kuina thể hiện lòng trung thành và sự tận tụy mạnh mẽ của mình với anh trai mình với tư cách là người đứng đầu mới của gia tộc Ubuyashiki và chỉ huy của quân đoàn diệt quỷ, bằng cách là người nhắc nhở anh ấy về nhiệm vụ của mình với tư cách là thủ lĩnh của họ. Cô thậm chí còn dùng đến vũ lực để nhắc nhở anh ấy về điều này bằng cách tát để đảm bảo anh không bị suy sụp dưới áp lực của trách nhiệm. 3. Lịch sử, Kuina sinh ra trong gia đình Ubuyashiki và là một trong 5 đứa con sinh năm. Cô là một trong những đứa con nhỏ nhất trong gia đình. Vậy là hết rồi, nếu mọi người thấy hay thì hãy bấm thích và đăng ký. Và đừng quên bật phụ để tiếng Việt nếu như bạn nghe không hiểu nhé.